Alo, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với Quyền Hàng Bãi Thang Máy Bắc Ninh. Hôm nay em lại lên cho các bác một cái video nhé các bác. Thì cái video hôm nay nó có cái gì thì theo các bác xem em giới thiệu cụ thể từng mặt hàng một nhé các bác. Thì lời đầu tiên em chúc các bác và gia đình có một cái cuộc sống ấm no và hạnh phúc đó. Chúc các bác và gia đình có một cái sức khỏe thật là viên mãn nhé các bác. Thì hôm nay nó có cái gì này, hôm nay em về là khá là nhiều nhôm nhá các bác. Cái thanh nhôm nó dài khủng khiếp luôn, dài gần như nguyên thanh luôn đó. Nó dài gần 6 mét nhé các bác, nhưng mà khả năng không gửi được đâu, khả năng là phải cắt nha các bác. Bác nào mua cả này, mua cả thanh nhưng mà cắt chắc là tối đa chắc là được 4 mét thôi, khả năng đi được 4 mét thôi nha các bác, rất là dài này. Đấy, em có được được 4 thanh hay là 6 thanh đây? Được 4 thanh dài 5m6 nhá. Và 4 thanh 4 x 4 dài 5m6 nữa. 5 thanh 4 x 4 dài 5m6 này, rất là nhiều nhá các bác. Đấy. Và những cái thanh ngắn ngắn này, hôm nay em về được một cái lô này nó khá là đẹp nhá. Và nhôm đợt này nó đang lên đấy, nhôm nhôm phế liệu nó đang lên nhá các bác, nhưng giá nhôm rất là cao đó. Chỗ này thì là cái xe này, cái xe đẩy này, thì cái xe nâng này nhá. Thì hôm nay thì em không view nữa, nhưng mà em giới thiệu bác nào mua nguyên cái combo này em cũng tháo em bán cho các bác nhé đó. Tháo nguyên cái combo này ra này đó. Đợt trước có bác nào mà xem, bác nào mà bây giờ em không nhớ đâu, bác nào hỏi mua cái riêng cái combo này thì nhớ điện thoại lại cho em nhé, liên lạc với em thì để giao dịch, anh em giao dịch này, bán nguyên cái combo này bao gồm cái tay này, con ti này, chân đạp này và cái sợi xích này nhá, em bán riêng cho, tại vì cái này ấy, em cứ tính đi tính lại rồi vận chuyển nó cũng rất là cồng kềnh nhá. Đó thì em bán riêng cái này cho các bác, còn lại cái xe này em sẽ bán phế liệu nha các bác, hoặc là em để đẩy hàng ở trong kho nữa, em giã hết ra phần này em bán ra. Đấy, em để cái khung này em lót tấm tôn vào để em đẩy đẩy hàng trong kho cũng vậy nhá các bác. Đó, em để đi đẩy đi đẩy hàng đẩy đi đẩy lại ở trong kho nhá các bác. Đó, sang bên này thì cái bàn này này các bác này, đó cái bàn này giá 1,8 triệu nhá, nặng 28 kg, kích thước em có để ở đây. Đó, cái này thì em có vài cái nhá các bác. Đó, chỗ này là nhôm này, sau khi nữa em view. Chỗ này là mấy cái bình SMC này, nó hàng sản xuất tại Nhật nhé các bác, bình tích áp. Chỗ này là mấy cái bình inox 316 này. Đó, chỗ này cũng bình inox này, rất nhiều bình inox này. Chỗ này là đồ linh tinh này, nó em còn chả biết gọi là cái gì nữa. Đó, để đây mãi nó chưa đi. Chỗ này là nhôm này, đống nhôm nhé, bao gồm lồng nhôm rồi thì nhôm đen, nhôm lỗ này, rồi nhôm tấm này, nhôm thớt này. Đó, chỗ này thì là mấy cái khay inox này các bác này, combo này. Chỗ này thì mấy cái chỗ này là hôm nay em về được đâu có 1, 2, 3, 4, 5 con motor nha các bác, em vẫn bán 200k một con đấy. Hôm nay sau tí nữa em chỉ giới thiệu qua thôi, tại vì giới thiệu qua thôi nhé, tại vì bán cái này em bán nhiều rồi, các bác chỉ việc mua thôi. Không có thì hôm nào em về nhiều hơn thì em lại view sau. Chỗ này là nam châm này, em toàn để úp xuống nhé các bác. Chỗ này là hai cái bàn xoay này, chỗ kia là một ít đồ mới về ngày hôm nay. Đó, mới về nhé các bác. Chỗ này là dây trượt này. Đó, dây trượt này. Chỗ này thì là mấy cái chân máy cũng mới về ngày hôm nay này. Đó. Chỗ này là phíp này. Đó, rất là nhiều phíp. Và cái bàn mặt đá này, đấy, hôm nay em lại lên cho các bác mấy cái bàn mặt đá nhé, inox này, đó, phíp tiếp này, đó, phíp vàng nhé, em để riêng nhà góc này, và nhôm. Bây giờ em sẽ view từ đây, từ nhôm từ đây nhé các bác. Thì cái nhôm này giá 1,65 triệu này, đây nó có một cái lỗ này nhé các bác, đó, và tấm bên trong này, đó. Tấm bên trong là kích thước là 121,7 này nhân 84,5 nhân 0,27, giá 700k này. Cái này em còn hai tấm. Chỗ phíp này. Đó, cái phíp này thì 380k này em có một tấm nhé.
đẹp lắm các bạn. Đó, nó có chảy xước một ít thôi. Đó, tấm đầu tiên là 380k, tấm thứ hai là 480k. Đó, nó to hơn nhá các bác. Cái này thì em có hai tấm này. Đó, em có hai tấm. Đó, 480k tấm phíp này nhá các bác. Tình trạng này nó rất là ít lỗ nhưng mà có chảy xước rồi. Đó, để em kéo sang bên này, em view tiếp tấm trong này. Tấm này 550k này. Đó, kích thước em để ở đây này. Đó, cho các bác xem. Rất là ít lỗ. Nó chỉ có một cái hàng lỗ ở đây thôi. Và dưới kia có vài 3-4 cái lỗ nữa. Đó. Đây, mặt này cũng thế này, rất là đẹp nhé các bác. Đó, nó có chảy xước một chút này. Đó. Và cái tấm này giá 800k, rất là đẹp. Nó cái loại phíp phíp vàng nha các bác. Phíp này em vẫn cứ trêu với các bác là em gọi là phíp đá, bởi vì nó rất là nặng. Tấm này nặng lắm, cứng đét. Nó có 4 cái lỗ này đây. Đó, người ta thiết kế người ta khoét 4 cái lỗ này để người ta lùa dây điện lên. Đó, cái lỗ này kích thước chắc là 3x4 nhé, hình oval. Đó, 800k cái tấm này. Tấm này em có một tấm duy nhất thôi. Đây, mặt sau của nó đây. Hai mặt nó đẹp như nhau nhé các bác. Có sẽ có một mặt xước nhiều hơn và một mặt xước ít hơn. Nó mặt nào cũng xước ít, riêng cái tấm này mặt nào cũng xước ít. Đó. Còn đây em vẫn còn mấy cái tấm inox này nè. Đó. Bác nào dùng đến thì alo em nhé. Không có một lỗ nào luôn, phẳng đét luôn. Inox 304 luôn. Dày 5 ly nhé các bác, rất là dày. Bác làm mặt bàn thì khỏi phải chê. Tiếp theo thì em giới thiệu đến cho các bác mà. Hôm nay em lại giới thiệu đến cho các bác cái tấm đá này nha các bác. Cái tấm mặt đá. Đó. Em sẽ bỏ ra đây em view cho các bác. Cái này em có 3 tấm này. Kích thước là 65 này, nhân 55 nhân 1.3 này. Giá 800k một tấm. Đó, cái này bằng đá nhá các bác. Nó là cái mặt đá. Một mặt này người ta đã làm rất là nhẵn rồi. Nhẵn sờ vào mát tay luôn đấy các bác. Nhẵn theo kiểu sờ vào mát tay luôn. Đó, các cạnh của nó đây, rất là đẹp nhá. Đó, bây giờ em quay ra cho các bác xem mặt sau. Mặt sau này lỗ nó to hơn này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Và nó vẫn còn dấu vết của những cái miếng mà kiểu như là người ta bắt lên một cái tấm nhôm, người ta có những cái gioăng cao su người ta chia ô ra đó để cho nó hít ấy. Đó, người ta vẫn còn dấu vết này. Mặt sau, tại vì mặt sau em không vệ sinh. Mặt sau em không vệ sinh, em chỉ vệ sinh mặt trước thôi nhé các bác. Đó, các góc này đã được bo lại rồi. Đó, cho các bác xem lại kích thước một lần nữa này. Tại vì em phải nhắc lại, tại vì các bác xem ở trên video nó cũng rất là khó xem. Đó, nó khó tưởng tượng nhé. Kích thước là 65 x 55 x 1.3, giá em bán là 800k. Đó. Tấm này bằng đá nhé các bác. Rất là đẹp, rất là xịn. Đó, các cạnh thì rất là đẹp. Em cất vào đây nha các bác. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác một ít phíp đen nữa này. Đó, cái tấm này là 150k này. 54 x 36 x 1 này, các bác chụp ảnh lại đi. Đó, nó bề mặt này nó có một ít lỗ. Tấm đầu tiên. Đó. Tấm thứ hai này. Kích thước là 69 x 47.5 x 1 này, giá 250k. Đó, khu vực này có một ít lỗ này. Đó, em cho các bác xem mặt bên cạnh cũng thế nhé, đẹp lắm. Đó, tấm thứ ba này. Cái này thì em có 3 tấm này. Đó, 78 x 53 x 1 này, giá 350k này. Đó, cái tấm này thì nó duy nhất là có một lỗ ở giữa và có một ít lỗ chạy vòng quanh. Đó, ở giữa thì nó chỉ có một lỗ thôi, còn lại là lỗ chạy vòng quanh. Đó, giá 350k. Và cái tấm trong này giá 550k này, kích thước em để đây. Đó, tấm này nó có những cái lỗi này nhá các bác, nó bị bung bung này ở mặt dưới này nhá, còn mặt trên này thì không việc gì. Mặt bên trong này không việc gì nhá các bác. Đó. Tiếp tục sang bên này em có cái tấm phíp vàng này. Dày 5 ly thôi nhá các bác. Nó bị khuyết ở đây. Đó,
giá 120k, nó bị khuyết ở một góc này nhá các bác. Đấy. Và cái tấm này, cái tấm này thì em có hai tấm này, kích thước là 96 x 30 x 2 này, đó, giá 380k, em còn hai tấm này, đó, em còn hai tấm nhá các bác. Thì cái tấm hai cái tấm này thì nó sẽ một mặt nó sẽ đẹp và một mặt nó sẽ xấu nhé các bác. Đem cho các bác xem luôn này, mặt này rất là đẹp nhé, đó, nhưng mà mặt trong của nó sẽ xấu hơn này, đó, nó bị xỉn xỉn màu rồi nhé, do nó tiếp xúc với dầu mỡ nhiều ấy, cái khu vực này nó bị bay màu, cái khu vực này là nó bắt thiết bị lên đây thì nó không bị bay màu này. 380k một tấm nhé, em có hai tấm này các bác ạ, có hai tấm. Quay sang cái tấm này, cái tấm này 450k này, kích thước em để đây, đó. Và cái tấm này thì trên bề mặt thì không có một cái lỗ nào, nó chỉ có hai hàng lỗ ở hai đầu thôi, mà hàng này là bốn lỗ và hàng dưới kia bốn lỗ nữa là hết, đó. Và trong khu vực giữa này thì nó không có một cái lỗ nào luôn, đó, có nhìn thấy chưa, nó không có một lỗ nào luôn, và mặt trên này là lỗ nó bé hơn này, đó. Tấm này thì giá 450k này, đó. Và cái tấm trong cùng này giá 500k này, đó, có nhìn thấy chưa, nó khá là nhiều lỗ, tấm này thì lại khá nhiều lỗ, kích thước thì em để đây 100 x 70 x 1 này, rất là nhiều lỗ nha các bác, và nó cũng bẩn nữa, em chưa cả lau kịp lau nhá, cứ dán lên đây là lên dán cho các bác. Đó, cái tấm này thì em vệ sinh rồi thì nó sạch hơn này, tấm này thì vệ sinh nhưng mà nó chưa sạch, đó, nó bẩn, nó lem nhem, giá là 500k. Đó, quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác ít dây nhá các bác. Đó, em hạn máy xuống đây để em giới thiệu đến cho các bác ít dây này, bác đợi em chút em lấy cái ghế em ngồi nhá. Để em lấy ghế em ngồi em view cho các bác này. Thì cái cặp đầu tiên em giới thiệu đến cho các bác là cái cặp mà 8 bọ này nhá các bác. Ở cặp này dài 88, bản dây này 1,5, dây này là cao 1,3 cm, giá em bán là 550k. Một cặp sẽ bao gồm 42 thanh dây và 8 con bọ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 bọ nha các bác. Và hàng này là hàng của Samwit THK nha các bác. Đây cho các bác xem này. Đó, THK nhá, mã của nó là SHS15 mà. SHS15 Samwit THK nha các bác, hàng của Nhật đó. Hàng rất là ngon nha các bác. Dây thì còn khá là mới. Đó. Dây còn khá mới nha các bác. Đó. Chưa có hiện tượng gì chảy sơn đâu các bác. Và dây này gần như không han đâu nhá các bác. Các bác mua để dành được, nó gần như không han, tại vì cái này nó sơn hết rồi, sơn màu. Và cái cặp này nó sơn màu kiểu như là màu xanh đen đấy các bác, rất là đẹp. 550k cặp này nhá các bác, 550k. Đó, cái này em có một cặp duy nhất thôi, em để dịch cho đây. Cặp tiếp theo là cái cặp này này, dài hơn nhưng mà rẻ hơn này, dài 106, cũng dây 15 này, cũng cao 1,3 cm, giá cặp này có 450k thôi, cũng là dây của Nhật luôn nhá các bác. Đó, nhưng mà cái cặp này nó rẻ bởi vì nó ít bọ. Đó, các bác nhìn kỹ đây chưa, nó có chữ Made in Japan ở đây này. Đó, Made in Japan ở đây nhá các bác. Đó, nó rất là khó nhìn nhá, tại vì nó hơi bóng bóng đấy các bác. Đấy, em để như này nó không bị bóng thì các bác nhìn thấy được này. Dây này là dây cũng của THK này các bác ạ. Đó, chữ THK nằm đây nhá. Mã của nó là SSR15 nhá bác. Đó, SSR15 cũng của THK. Đó, cặp này thì giá là 450k này. Đó, kích thước em để đây. Cặp này chỉ có 2 dây và 4 bọ. Đó, 2 dây và 4 bọ nhá các bác. Đó. Cặp tiếp theo này,
Đó. Cặp tiếp theo là 650k này, dài 94, bản dây này dây 20 nhá các bác. Và nó dày 1,6 cm. Cái này cũng của THK nha các bác. Đó, THK SSR 20. Đó. Một cặp sẽ bao gồm hai thanh dây và bốn con bọ nhá các bác. Hai thanh dây và bốn con bọ của Samwit này, nó có chữ Samwit đây nhá các bác. Đó. Cặp này là giá 650k. Đó, cặp tiếp theo này. To hơn, dài hơn, đẹp trai hơn này. Dài 1m26 này, cũng dây 20 nhá, cao 1,7 cm. Cặp này em bán giá 1,1 triệu này. Đó, hàng này là hàng cũng của THK nha các bác. Đấy, nó có chữ THK đây. Mã của nó là HSR20 này. Chữ THK đây này các bác này. Đó. Một cặp này sẽ bao gồm hai thanh dây và 6 con bọ nhá các bác. Đó. Hai thanh dây và 6 con bọ này. Hàng thì em bao trơn cho các bác. Đó, rất là ngon nhá các bác. Đó. Giá cặp này là 1,1 triệu này. Đó, 1,1 triệu cặp này nhá các bác. Hai thanh dây và 6 con bọ. Và đến mấy cái cặp này nữa thì nó nặng lắm, em không muốn bê đâu nhá. Thì em view cho các bác này. Đây, nó còn hai cặp nữa thôi. Cặp này là dài 132 này, bản dây 23 nhá, dây này là dây 23. Giá em bán 1,2 triệu này. Dây này là của Make in Taiwan nhé các bác. Đó, em để dịch ra đây, em view, em zoom lên cho các bác nhìn này. Đó, bác nhìn thấy chưa? Bác nhìn thấy chữ Make in Taiwan ở đây chưa? Đó, mã dây của nó đây nhé. Ở thương hiệu dây đây nhé, TBI Motion hay gì đó. Đó. Thì cái cặp này em bán giá là 1,2 triệu. 1,2 triệu cặp này sẽ bao gồm hai thanh dây và 6 con bọ nhé các bác. Đấy. 6 con bọ, hai thanh dây và 6 con bọ. Kích thước của nó em ghi đây rồi. 132 nhân dây 23 nhé các bác. Đó, bọ thì em bao trơn này, bao trơn bao mượt nhé các bác. Đó, bao trơn bao mượt. Đó. Cặp tiếp theo là cái cặp này em có nhiều á. Đó. Cặp này thì em có nhiều nhá các bác. Nó dài 154 này. Dây là dây bản 20 này. Thân dây cao 1,6 cm này, giá em bán là 1,2 triệu. Đó, thì một cặp sẽ bao gồm hai thanh dây và 8 con bọ nhá các bác. 8 bọ luôn. Và dây này là dây của Hàn Quốc nhá các bác. Đấy, em sẽ bê lên cho các bác xem, nó là dây của Hàn Quốc đây. Đó, dây út này, mã của nó là H20R này. Made in Korea này. Đấy. Đến từ cái thương hiệu Uôn Uôn gì đó. Đó. Dây này là dây của Hàn nha các bác. Đó. Thì cái này em có rất là nhiều, em có 8 cặp cơ, em bày ra đây có 4 thôi. 1 2 3 4 này. Đó, giá là 1,2 triệu một cặp. Đó. Lùi vào đây thì lại giới thiệu đến cho các bác ít nam châm nhá các bác. Đó. Cái nam châm thì em giới thiệu nam châm siêu cường, em cái này em có một thanh luôn này. Đó. Dài 77 này, bản này là bản 6 phân nhưng bán 600k nhá. Lại úp xuống luôn nhá các bác. Bác chụp hình đi để em úp xuống này. Đó. Tấm này. Dài 54 này. Bản này là bản 7,5 này, giá em bán 550k. Cái loại này thì nó siêu dày nha các bác, nó dày lắm. Đấy. Đó, này nó siêu nặng, siêu khỏe, siêu hút siêu khỏe nha các bác. 550k. Đó. Và em có cái thanh này. Cái thanh này thôi bảo để lại đi. Đó, đúng không? Em bảo em để lại đấy. Và hôm nay em lên cho các bác cái mấy cái bộ bánh xe nha các bác. Em lên cho các bác mấy bộ bánh xe này. Thì em lên cho các bác cái bộ này đi. Cái bộ này em bán là 500k này, em bán, hôm nay em bán còn 400k thôi nhé các bác. 400k cái bộ bánh xe y tế này. Đó. Thì em đo kích thước luôn nhé. Cái mặt bích của nó cao từ mặt bích này xuống đến đáy này nó khoảng độ 16 cm. Đường kính bánh nó khoảng độ 12. Và độ dày của bánh nó khoảng độ 3. Đó, bánh bằng cao su nha các bác, rất là êm. Đó. Và em kẹp cho các bác cái cốt này.
Cốt này là cốt 16 nhá các bác. Cốt phi 16 này. Đó. Hôm nay em bán nó 400k thôi. Bộ thứ hai mình giới thiệu đến bác là cái bộ này. Đó, nó là hàng này là hàng của Well Master này. Well Master nhá. Mã của nó là VKI 80 đây. Thì cái bộ này kích thước của nó em đo cho các bác nhé. Nó cao khoảng độ là 10,5 cm, đo từ mặt bích này xuống đến bánh này 10,5. Đường kính bánh thì nó khoảng độ 6 cm và độ dày nó khoảng độ 3 cm này. Đó, bộ này em bán là 550k nhé các bác. Các bác có thể là bộ này nó em gọi là bộ bánh xe tăng chỉnh nhé. Các bác có thể xoáy đây này. Những bác nào biết rồi thì bỏ qua nhé. Đấy, nhiều bác thì chưa biết cái chức năng này. Đó, bánh xe thì nó đẩy như này, còn cái này là nó là cái chân này. Đó, xoáy thì nó chống lên nha các bác. Bộ này em bán 550k. Cái này nó bằng nhôm nha các bác. Toàn bộ khu này là bằng nhôm. Cái này bằng thép. Và cái chân đế này cũng bằng nhôm này. Bằng nhôm bọc cao su bên ngoài nha các bác. Cái đế này là cũng bằng nhôm này. Đó, nó bọc cao su bên ngoài. Đó, 550k bộ này. Và cái bộ tiếp theo là cái bộ này nha các bác. Bốn bánh như nhau này. Hàng rất là mới này. Có khóa luôn nhá. Nhưng mà khóa nó rậm ở ria này. Khóa rậm ở ria này nhá các bác. Đấy. Cứng đét rồi. Đấy, bẩy lên thì nó lại chạy này. Không biết là nó lên kịch chưa, chưa kịch. Đấy, lên kịch rồi. Lại chạy bình thường này. Đó, bây giờ em đo kích thước cho các bác nhá. Cái mặt bích này nó là 9,5 nhân với 7. Tổng chiều cao của nó là 12,5. Đường kính bánh này. Đường kính bánh là nó khoảng độ 10 cm. Độ dày của bánh là bằng 3,3 cm. Nó bằng cái loại cao su hay là nhựa, nhựa mềm ấy. Các bác kiểu nó như nhựa, nhựa mềm ấy. Màu đỏ đỏ nhá, rất là đẹp. Đó. Bộ này thì em bán với giá là 350k một bộ thôi. 350k một bộ bốn bánh này nhá các bác. Đó. Tiếp theo sang bên này thì em có cái bộ nhỏ nhỏ này. Vừa nhỏ vừa xấu đâm ra vừa bán rẻ nhá các bác. Đó, em bộ này này em bán 50k một bộ bốn chân này nhá. Đó, trông nó cũ cũ này, về các bác kỵ lại cái nó đẹp. Em quên, em muốn lười, em không muốn kỵ. Đó, chân này thì nó có hai cái chân nó bị sứt sứt cao su một tí này. Đấy, em nói trước luôn nhá. Đó, 50k bộ chân này. Đó, để em đo kích thước cho các bác nhá. Nó cao 10 cm, đường kính này 5 cm. Và cái gen này là gen bao nhiêu đây? Cái gen này là gen 12 nha các bác. Đó, 50k bộ này. Em có 4 cái này. Đó. Tiếp theo sang bên này. Thì để em dọn chỗ này và em view cho các bác mấy cái bản xoay nhá. Đó. Để em dọn nó dịch vào đây một tí để em giới thiệu đến cho các bác mấy cái bản xoay này. Đầu tiên thì em giới thiệu đến cho các bác cái bàn này. Đấy, cái bàn này bây giờ em lại phải hạ máy xuống. Đó. Nó xoay được như này nhá các bác. Đấy. Em để cái chân nó ngay ngắn một chút này. Đó. Cái bàn này em bán với giá là 480k, em gọi là cái bàn xoay. Thì kích thước của nó là dài 29 cm này. Rộng là 10 cm này. Và cao thì là 12,5 cm. Đó. Đấy là mặt trên. Và mặt trên của nó là dày 2,5 cm nhé. Cái miếng nhôm này dày 2,5 cm. Mặt dưới thì là 15 x 10. Và nhôm này nó dày khoảng độ 1 cm nhé các bác. 1 hay 1,2 đây. Để em kẹp cho này. Kẹp cho chắc ăn. Nó dày 1 cm nhé các bác. Và cái trụ này rất là lớn này. Trụ này bằng thép nhé các bác. Trụ này là trụ 54 cm. Đó, 5,4 cm nhé các bác. Đấy, nó tháo ra được như này này các bác này. Đấy, đây và mã vòng bi này. À, mã vòng bi của nó đây cho các bác xem nhé. Đó, 6209 này. HZ. Đó. Cái này em bán 480k, các bác có thể để thế này cũng được này. Đó. Và để thế này cũng được nha các bác. Đó. Nhưng mà theo em là để như vừa nãy á. Nó đúng chiều hơn thì nó để đúng chiều này hơn này. Đó thì nó phẳng này, nhìn nó đẹp nhá các bác. Đó. Đó là cái bàn đầu tiên. Cái bàn này em bán ở giữa đâu, cái mặt này em dán giá ở trên mặt trên này. Nếu chết. 480k nha các bác.
Đó. Bây giờ sang cái bàn thứ hai này. Đấy, cái bàn này mới xịn nhá các bác. Có 600k thôi. Trước tiên là em sẽ đo kích thước cho các bác nhá. Kích thước của nó là dài này. Dài là 27 này. Rộng là 15 này. Đó. Cao này. Cao là 7,5 cm. Đấy, cao 7,5 cm nhá. Thì cái mặt nhôm trên này nó dày, chỗ này là nó dày 4 cm này, chỗ này là dày 2 này. Đó. Bây giờ đo mặt dưới nhá. Mặt dưới này thì là 20 và 13. Mặt dưới thì là 20 và 13. Và dày ấp, chắc dày 1,5 à. Đó, nó dày 1,5 cm nha các bác. Và cái này nó rất là trơn nha các bác. Đấy, tít lắm. Cái này thì riêng cái ổ bi này nó rất là trơn. Vì lý do làm sao mà nó trơn thì bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác này. Đó, nó một cái trụ đây nha các bác. Xoáy con này ra. Đấy, xoáy cái con này ra này các bác à. Con hãm này. Nhấc ra này các bác này. Đó, nhấc ra nha các bác. Thì trên này nó có cái vòng bi này là vòng bi của Japan này. Đó, vòng bi này của Nhật luôn nhá các bác. Mã vòng bi đây các bác này. À, 206 nhá. À, bi này là bi 206. Đó. Và nó có một cái vòng bi ở đây nữa này. Một cái vòng bi chịu tải nha các bác. Thì nó sẽ có hai cái nửa như này và một cái vòng bi ở giữa như này. Đó. Thì một nửa nữa nó đang dính ở bên trên này này, các bác nhìn thấy kỹ chưa? Đấy, một nửa nó đang dính ở đây. Đấy, em không tiện cậy ra nhé các bác, cứ để nguyên đấy. Đó, các bác thấy chưa? Đấy, cái vòng bi này nó khá là, cái này là cái chịu tải này. Đó, cái này là nó cái chịu tải ở phần đè nặng xuống nhé các bác. Đó. Nó trơn lắm. Đấy, các bác thấy chưa? Nó rất là trơn. Đó. Em xoáy lại nhé các bác. Loại này thì siêu trơn. Đó. Em nới vòng cái vòng hãm này ra, cái vòng hãm này nó có cái xu hướng nó hơi đè vào cái này một tí này. Nó hơi đè vào cái này một tí nhé. Đấy. Đấy, các bác mà để nó lỏng lỏng cái này nó rất là tít nha các bác. Đấy. Tít ơi là tít. Đó. Nó rất là tít nha các bác. Thôi em dừng lại nha, đỡ mất thời gian. 600k cho cái bàn này. Kích thước em đo rồi. Các bác không nhớ thì trước khi mua thì có thể tua đi tua lại nha. Cái này thì em có khoảng độ vài bộ, các bác không sợ hết đâu. Các bác cứ xem kỹ vào. Nó có độ 4-5 bộ ấy. Chắc là chưa hết được ngay đâu. Sang bên này. Rồi, bà xã em bỏ cái đồng hồ này ra đây để bán này. BLC này, cái này là toàn chữ Trung Quốc à. BLD này. PSI 100, con này là đồng hồ này là được 10 cân nha các bác. Đồng hồ này được 10 ký này. Đó. 100 PSI tương đương với tương đương với 10 MPa nha các bác. Đó. Bà xã em cầm ra bảo bán cái này này. Các bác nào mua em để cho bác 50.000 cái đồng hồ này nhá các bác. 50.000 cái đồng hồ này. Size rất là lớn nhá. Hàng này là hàng size to đó. Đó, size này đến tận gần 6/6 này các bác. Bằng inox luôn nha các bác, rất là xịn. Mặt kính vẫn còn nguyên. Đó. Các bác không thích lấy cái này thì em tháo đến đây ra nhá, em bỏ chỗ này đi cho nó đỡ vướng. Nếu mà không lấy nhá các bác. À, các bác lấy cả thì em gửi cả, nhưng mà gửi cả là em vẫn phải tháo. À, vẫn phải tháo để đóng hàng cho các bác nha, để này đóng hàng nó khó nó vỡ. Đó. Tiếp tục nha các bác. Thì em vẫn lên cho các bác những cái bình này này, những bình lọc này. Đó. Đó. Bình lọc này nha các bác. Cái này nguyên bản của nó là lọc nước mà các bác có thể chế vào lọc khí cũng được, các bác lắp cái lọc khí vào đây. Đó, các bác nhìn nó bẩn bẩn này nó hơi ghê nhá. Nhưng mà các bác yên tâm, các bác về đánh lại nha, cái này nó bằng đồng nhá các bác. Bằng đồng vàng luôn á. Đó, em đánh qua qua nó đã hở đồng vàng ra rồi, cái này bằng đồng vàng nhá các bác. Rất là xịn. Đó, nhìn ở đây thì các bác tưởng đồng đỏ nhưng không phải, nó là đồng vàng nhá các bác, rất là nặng. Này nặng lắm. Và cái này cũng bằng đồng vàng này các bác này.
Đó, có hai cái bằng đồng vàng luôn nha các bác, rất là xịn. Còn cái này là bằng inox này. Đó. Cái lọc này thì nó rất là phổ thông nhá. Các bác mua cái lọc này thì mua ở đâu cũng được này. Đó, đút cái lọc vào đây và đậy vào đấy nhá. Cắm vào đây này. Thì cái quy trình nước nó sẽ quy trình nước nó đi theo cái mũi tên này nha các bác, nó đi từ đây vào này, chui qua cái lỗ này. Các bác nhìn thấy lỗ này chưa? Đấy, và đi ra bên ngoài này và thẩm thấu qua cái lọc và chui vào đây. Và đi ra đằng này nha các bác. Cái này là gen 21. Đó. Cái này gen 21 nguyên bản nó là lọc nước luôn, em mua nó là của nó cái lọc nó bẩn em vứt đi rồi. Đó. Đó. Cái này thì nó có một cái nhược điểm duy nhất là nó không có cái van xả đáy nhá. Thì các bác phải lâu lâu các bác phải xả đáy nhá. Cái này em bán là 600k một cái nhá các bác. Đấy thì nó có những cái con nó hơi móp móp một xíu này. Thì các bác nào lấy con móp móp này thì em bớt cho một xíu nhá các bác. Đó. Thực ra thì con nào nó cũng hơi móp móp nhưng mà nó móp móp một xíu 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 thôi. Đó. 600k một cái nhá. Em đo kích thước cho các bác một chút này. Cái này nó dài lắm các bác, nó dài khoảng độ 30cm này. Bề ngang của nó đây. Bề ngang của nó là 9cm này các bác. Đường kính là 9cm này, giá em bán là 600k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác, hôm nay em săn được mới con cảo này. Của Samyong này. Cảo này là của Hàn Quốc nha các bác. Nó chưa dùng đâu. Đó. Cảo này là cảo 8 inch này. 200mm nha các bác. Đó, các bác biết là 8 inch 200cm là cái nó tính cái ngàm này nhá. Đó. Cái ngàm này của nó là được 8 inch này, 200cm này, a 200mm nha các bác. Hàng này là hàng mới chưa sử dụng. Đây các bác nó chưa thấy nó chảy đâu nha các bác. Đó, chưa thấy nó chảy trước gì cả nhưng mà do là kiểu người ta khâu lâu người ta không sử dụng ấy, người ta để nó chảy chảy sơn một tí nhá các bác. Đó. Con này là nó ngàm này nó mở tối đa là 200 nhá. 200mm. Đó. Ngàm em đoán là của Hàn Quốc nhá, tại vì cái tên nghe nó cũng kiểu Hàn Hàn một tí nhá các bác. Đây em quay mở hết cỡ này em đo cho các bác này. Đó. 20 này luôn, đúng chuẩn 20 luôn nhá các bác. Đó, mở tối đa là 20cm. Mà đây có thương hiệu Samsung này. Đó. Và khi nó mở hết cỡ như này là nó chiếm khá nhiều diện tích nha các bác. Để em đo cho các bác này. 60cm, thấy chưa? Nó dài này. Phần này là 35cm này. Đấy, từ đây lên đến đây là 35cm nhé. Cái độ ngập sâu tối đa này các bác này là 12cm này. Và sang đến tận lấn sang tận bên này là 17,5. Đó, ngập ngàm này nó ngập được 12cm này vào trong này. Đó. Con em bán 300k này. Đó, tình trạng là còn mới đến 80-90% nha các bác. Nó ý em nói là cái độ mới ấy, chứ còn con này là chưa sử dụng nhá. Này. Nếu mà sử dụng rồi thì bên trong này nó sẽ chảy hết, nó chỉ chảy tí cái chỗ này do quăng quật thôi. Đó. 300k cho con này nhá các bác. Em có một con duy nhất thôi. Cái đầu này xoay được này các bác này. Đấy. Em để ở đây nhá, một con duy nhất thôi. Đó, hàng khi em gửi cho các bác em sẽ xoáy về đây để em đóng hàng nha các bác. Đó, phải xoáy hết này nha. Đó, nó khá là trơn nhá các bác. Đó. Khá là trơn này. Đó. Đấy, để như này đóng hàng cho các bác nhé. Giá là 300k con này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái bộ chân máy này. Em có hai bộ nhá, hàng mới về ngày hôm nay. Thì em có ghi ở đây rồi nhá các bác. Nó cao 24,5cm, cao từ đây là 24 này. Cái gen này là gen 24 luôn nhá, cũng gen 24 luôn. Và cái đế này đường kính là 10cm nhá các bác. Đấy, phi 10 này. Em có ghi như này nhá các bác. Các bác chụp lại màn hình nhà xem nhá. Đó, cao 24,5. Gen này là gen 24 này. Và cái đế này là cao đường kính 10cm nhé. Rất là nặng. Em bán bộ này có 250k thôi. Cái này bằng thép nha các bác nhé. Bằng thép trắng đó, không phải inox đâu. Bác lại cứ bảo thấy inox là tội cho em nhé. Inox thì cái bộ này nó giá phế liệu của nó phải tầm cứ mấy trăm nghìn này. Đó. Quay sang bên này. Đấy, thì em có cái bộ này này các bác này. Hàng chưa vệ sinh. Về các bác tự cọ nhé.
cọ đây đi cái là nó bóng lừ bóng lộn kiểu như này này các bác này. Đó, cái bi này là của Nhật nha các bác. Đó. Bi này là của THK của Nhật nha các bác. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Nó có chữ THK đây chưa? THK ra bàn đó, các bác nhìn thấy rõ chưa? Đó, THK ra bàn. Đó, mới nhìn ra bàn luôn nhá. Thì em kẹp cho các bác một con thôi. Đó, phi 16 này. Độ dày của nó này. Độ dày của nó là 11 này. Và gen này là gen 6 nhá các bác. Đấy, gen 6 ly. Đó, thì cái này em bán lẻ là một bán 10k một viên này. Hàng của Nhật. Đó, còn em bán theo cái đế nhôm này nha các bác. Có cái bát nhôm này nữa thì em bán 100k như này là được 8 cái này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được 8 cái này là 80.000 rồi nhá. Và mới cái này có 5.000 thôi, mới cái bát nhôm này có 5.000 thôi nhá, 1, 2, 3, 4, đó, 4 cái bát nhôm này mới có 20.000 nữa. Thì các bác có thể là theo lựa chọn là một là mua combo như này, 100k, hai là mua như này, 10k một cái, đó, 10k một cái nhá các bác, em có phần này thôi. Có được có 15 cái viên rời và 3 cái combo này nhá. 3 cái combo này được 24 viên. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho bác một ít cái khóa này nha các bác. Đó, cái khóa hơi này. Em bán em giới thiệu luôn là giá 120k một cái nhá. Thì một số con là nói trước với các bác là một số con nó bị vỡ cái giảm âm rồi nha các bác. Vỡ cái giảm âm này. Đó. Cái này là cái giảm âm nha các bác. Đó. Quá trình là cái này quy trình sử dụng thì nếu mà về các bác mà dùng kiểu khóa khí nhá. Đó thì bây giờ em kẹp cho các bác 120k một cái này, cái này là của Nhật nhá các bác. Đó, mới in ra bàn này. Của SMC này các bác. Áp của nó chịu được tối đa là 10 kg nhá các bác. Đó. Cái này là khóa này, cái này là mở này. Đó. Thì cái này em kẹp cho các bác cái gen này nhá các bác. Cái gen này là gen 13 này. Thế còn cái ống này là ống 6 nhá các bác. Đó, các bác về có thể muốn nó ra to hơn thì các bác thay cái gen này đi. Thay cái gen này thành cái ống nó to hơn nhá các bác. Đây nguyên bản máy là người ta dùng ống 6. Đó. Dùng ống 6 nhá các bác. Thì cái con này là như em nói ban đầu là cái ống xả này, cái ống này là nó gọi là ống giảm áp này. Nó một số con nó bị vỡ rồi, một số con nó còn nguyên này nha các bác. Thì em sẽ giao ngẫu nhiên. Đó. Thì cái này em bán là 120k một cái này. Đó. Các bác về mà không dùng giảm áp nhé. Trong trường hợp ví dụ như này, khóa này. Đó, khóa này, mở lên này. Đó, mở lên thì nó đóng cái đầu này vào rồi nó xả ra đằng này nhé. Khi các bác khóa lại. Khi các bác khóa lại thì là hơi đằng này nó không vào được nữa. Và cái hơi đằng này nó dồn ra đằng này nhá, dồn ngược trở lại nó ra đằng này. Các bác muốn giữ hơi thì các bác phải bịt cái đầu này lại nhá các bác, bịt cái đầu này lại. Đó. Không có là các bác cứ khóa này cái là cái hơi ở đây nó sẽ dồn xả ra đây hết. Nó xả ra đằng này. Đó. Còn khi các bác vặn như này nhá, vặn mở ra thì nó lại đóng cái đầu này lại. Đấy nó rất là hay nhá, cái khóa này nó rất là hay ở cái điểm đó nhá các bác. Đó, giá em bán là 120k một cái này. Đó. Quay sang bên này thì em có mấy cái van này nha. Mấy cái van điều áp cũng của Nhật luôn nhá các bác. Đó. Và cái con này nó cũng là ống 6 nhá các bác. Ống này là ống 6 này. Em kẹp luôn cho các bác này. Đó. Hai đầu nó đều ra ống 6 nhá. Đầu vào đầu ra đều ống 6 quả. Đó. Hàng này là của Nhật luôn này. Đó. Một chấm không MBA nhá các bác. Áp của nó điều khiển từ 0.005 đến 0, gì đây em không dành lắm nhá. Đồng hồ của nó đây. Đó. Đồng hồ bằng inox luôn nha các bác, rất là xịn nhá. Đấy, mà em bán rất là rẻ nhá. Em bán có 70k một cái này thôi. Đó, hàng thì sản xuất tại Nhật luôn nha các bác. Con này em gọi là van điều áp này. Đó. Nó có những cái em bán rất là dễ chịu. Bát của nó vẫn còn đây. Đó. 70k một cái nhá các bác. Để đây cho các bác chụp hình này, hàng của Nhật luôn nhá các bác.
Đấy, máy chin Japan này. Đó, 70k một cái đồng hồ điều, một cái van điều áp kèm đồng hồ luôn nhá các bác. Đó. Con nào cũng đẹp, em có cần này con thôi. Đó. Con này con lọc này. Giá 200k này. CKD này. CKD này cũng của Nhật nha các bác. Đó. 200k con này, con lọc khí này, có van điều áp mà thôi. Con này sản xuất tại Nhật hay sao ấy các bác? Đó. Cái hãng này là của Nhật rồi nhưng mà con này thì không biết có phải sản xuất tại Nhật không, có luôn nha các bác. Made in Japan nằm ở đây rồi. Đó. Đồng hồ cũng Made in Japan này, con này 200k nha các bác. Một con duy nhất thôi. Đó, ống vào của này của nó là ống 10 hay ống 12 á. Em kẹp cho các bác cái nhá. Ống 12 luôn nhá các bác. Đấy, con này thì mỗi tội là cái lọc là cái lọc nó hơi nhỏ nhỏ nhá các bác. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Lọc vẫn còn khá là đẹp nhá các bác. Van xả đáy ở đây. Đó. Van xả nước nhá. 200k cho con này, em có một con duy nhất thôi. À, bây giờ quay sang bên này. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái gì nhỉ? Đó. Giới thiệu đến cho các bác ít nhôm này đi. Ít nhôm này nha các bác. Thì anh em có cái này, em có một tấm duy nhất này. Còn một tấm sót lại này. Trước về được chục tấm bán còn sót lại một tấm này. Kích thước là 30 x 18 x 1,5 này. Giá 120k. Đó. 30 này. 18 này. Dày 1,5 mà. Đó. Có 120k thôi nhé các bác. Và em đo luôn nhé các bác cái lọt lòng ở bên trong này. Cái này là 3 phân này. Lọt lòng của nó là 10,5 x với 12. Đó, 10,5 x 12 nhé. Hai cái lỗ này giống nhau. Đó, 10,5 x 12. 120k có một tấm duy nhất. Tấm này thì là 390k này. 30 x 32 x 1,5 này. Hàng thì siêu đẹp nhé các bác. Đó. Không mấy khi kiếm được những cái tấm nhôm đẹp như này đâu nhé các bác. Tấm này 60k này. Đó. Inox nha các bác. Đó. Và chỗ này là những cái miếng nhôm lỗ này. 100k một 110k một miếng này. Đó. Tấm này 110k này, cũng 110k một miếng này. Đó. Tấm này là 125k này. Một miếng này. Đó. Tấm này 130k này. Nhôm lỗ màu đen nha các bác. Tấm này 110k này. Đó. Tấm này 100k này. Đó. Bác ứng dụng vào việc gì thì mua nhá. Bây giờ quay sang bên này đi. Quay sang bên này thì em lướt qua cho các bác một ít những cái đồ này. Mấy cái thanh nhựa PU này các bác này. Đó. Mấy cái mã lý này. Mấy cái mã lý này nha các bác. Em có 3 cái này. Cái này 60k, cái này 80k, cái này 200k này. Mấy cái này, một cặp thụt này. Thôi không view nữa đâu. Và em view cho các bác cái bánh xe này. À cái con motor này nha các bác. Không view nữa này. Cái loại này em giới thiệu thôi nha các bác. 200k một con. Nó rất là xịn nhá. Cái loại này nó rất là đặc biệt này. Hàng thì em giao cho các bác nó đầy đủ bát bát này. Và tặng các bác, tặng kèm với các bác cái dây cô loa này luôn này. Đó. Con này thì bác nào cần thì có thể nữa. Xem lại cái video ngày hôm cách đây 1-2 ngày ấy, để em có view những con này nhé các bác. Một con motor nó rất là đặc biệt. Và cái hàng này em còn về được khoảng độ, chắc về được khoảng độ 30-40 con nữa, nhưng mà không biết lúc nào nó về. Đó. Tại vì cái mối của em người ta bảo là có, nhưng mà người ta bảo là chưa dỡ được ra ấy.
Đó, một số con nó bị bong vỏ như này này, bong sơn nhé các bác. Đó. Quay sang bên này thì em có những cái khay inox như này này các bác, khay bằng inox như các bác. Đó. Bên trong này nó có những cái vách ngăn này và nó có cái những miếng này nha các bác. Đó, bỏ được ra nha các bác, bỏ được những miếng xốp này ra nhưng mà phải úp xuống nó mới rơi ra, tất cả đều bỏ được ra như thế này này. Đó, nó có vách này nha các bác. Thì kích thước của cái khay này là 54 x 28 x 6,5, giá 350k nha các bác. Cái này nguyên bản nó là cái ngăn kéo tủ nha các bác, nó là cái ngăn kéo tủ đó, nhưng mà người ta tháo mất dây ở đây rồi. Đó, tháo mất dây 20 mất dây rồi, giá bán 300k một cái khay này. Tay nắm khá là đẹp này. Cái này là những cái lỗ này thủng nhá, nó không phải là thủng mà nó có một cái miếng mica nằm ở đây đó, là nhìn xuyên suốt được nhưng mà lại không phải là thủng. Đó, giá em bán là 300k. Quay sang bên này. Đó, quay sang bên này nha các bác. Thì em có cái loại V nhôm này. Đó, V nhôm này nha các bác, 4 x 4, 100k cho 4 thanh. Đó, không ghi độ dài, thế chán không, bà xã em không ghi độ dài. Nó dài 30,5 cm nha các bác. V 4 x 4 này. Đó, dài 30,5. Nhôm nha các bác. Và dày nha các bác, khá là dày á. Dày 4 ly này các bác này. Đó, dày 4 ly nhá. Em bán 100k cho 4 thanh nha các bác. Đó, em có cần này thanh này. Đó, 100k cho 4 thanh. Đó, nó sẽ có lỗ sẵn ở đây này các bác này. Đó, toàn lỗ gen thôi. Và em giới thiệu đến cho các bác cái này. Cái trục inox này nha các bác. Đó, trên này nó có con ốc này, các bác cần thì các bác xoáy ra nhé. Cái này là bằng inox này. Đó, em view cho các bác một cái nhé. Cái này là ốc để xoay được này. Dài gần 32 này các bác này. Đó, 2-3 ly nữa là được 32 cm. Này 5 ly nhá các bác, 5 ly. Em bán với giá là 100k cho 8 cái này. Đó, 100k cho 8 cái như này nhá các bác. Cái đầu này các bác có thể xoáy ra được nhá các bác. Bên trong này nó có gen này. Đó, bên trong này nó có gen nhá các bác. Đó, xoáy ra này, xoáy ra được thì bỏ cái gen này đi, các bác lấy cái gen này được nhá các bác. Đó. Cái thứ hai là cái này. Đó, em bán 100k cho 5 cái này. Cái này nó bằng inox, mọi ngày em đang bán 100k 4 cái nhé. Hôm nay nó bằng cái loại này, nó bằng nhôm, em bán 100k 5 cái. Thì nguyên bản của nó đây nhé các bác. Đó, đo kích thước này. Nó dài 28 cm nhé các bác. Dài 28 cm. Phi của nó là phi 12. Đó, phi 12. Đây. Đó, trong này nó có một cái bạc này, người ta đóng một cái bạc đồng ở đây nha các bác. Đó, và cái đầu này nó xoay được như này nha các bác. Đó, xoay rất là nhẹ nhàng nhá. Các bác cho tí mỡ vào đây này, nhét tí mỡ vào đây và đóng lại như này nhá. Không biết bao giờ nó mới mòn được. Đó, hai đầu này. Đó, cái này là nhôm đặc nhá các bác. Nó chỉ có một quét một tí cái đầu này để người ta ấy thôi, còn của nó là đặc luôn đó. Đó, đặc luôn này các bác này. Đó, đây người ta đóng cái bạc đồng ở đây nhá các bác. Đó, giá em bán là 100k cho 5 cái này. Đó, em bỏ sẵn như này 100k 5 cái nhé. Hai đầu có bốc ốc bắt này. Đó, hai đầu có ốc bắt này các bác này. Đó, quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác mấy cái lồng nhôm này. Đầu tiên là cái này nha các bác, dài 30,5 cm này. À, rộng là 16 này. À, cao này là 16 nhá. Cao này là 16 và rộng là 11,5. Em bán là 260k. À, một cái lồng nhôm màu xanh này rất là đẹp nha các bác. Đẹp kinh khủng luôn. Đó.
đây để nó đây nha các bác. Đó, 260k một cái này nha các bác. Đó, hình thức nó như này này các bác này. Đó. Em gọi là cái lồng nhôm nhá. Cái này về các bác chế biến áp cách ly, vỏ biến áp cách ly thì đúng bài luôn nha các bác. Rất là đẹp, xách đi xách lại này. Hoặc là các bác chế thành cái gì cũng được nhá. Cái này thì cái quai này bằng nhôm này, thỏa sức sáng tạo của các bác nhá. Đó. Rất là đẹp. 260k một cái. Đó. Cái loại này. Loại này thì 200k một cái này. Kích thước em đo lại cho các bác nhá. Chiều này là 20 này. Chiều cao này thì là 25 mà. Chiều cao 25 nhá. Và chiều dày này là 12. Đó, cái này thì em bán 200k một cái. Cái này thì quay bằng inox. Quay này bằng inox nha các bác. Đó. Đáy này là đáy kín này. Quay này bằng inox nha các bác, rất là đẹp. Đó. Cái này là 200k. Đó, 200k một cái nhé các bác. Đó. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác cái cân nhé các bác. Đây em giới thiệu đến cho các bác cái cân này. Đó. Thì đầu tiên em sẽ cho các bác xem cái mặt của nó đây. Cân này là của Trung Quốc, nó đến từ cái thương hiệu HZB này. Đó. Đồng hồ của nó đây. Đó. Mặt cân của nó đây nhé các bác. Mặt cân của nó đây. Kích thước của mặt cân là 48 nhân với 38 này. 48 nhân 38 nha các bác. Đó. Bây giờ em sẽ lật cái mặt này nó lên nha các bác. Để cho các bác xem bên trong. Đó, cái cân nó nhìn khá là mới nha các bác. Đó. Một là nó ít dùng thì nó mới mới. Hai nữa là nó được bảo vệ bằng cái mặt đó nha các bác, nên nó khá là mới. Để em cho các bác xem cái cảm biến nhỉ. Xem cái chữ cái cảm biến nó ghi ở chỗ nào ấy. Các bác đợi em một chút nhá. Quay vế này xem có nhìn thấy gì không. Con này cái chữ cảm biến nó này nằm ở đâu nhỉ? À đây 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 đây. Nó lại ở cái khe này này các bác ơi. Cái miếng củ chuối các bác nhìn thấy chưa? Đó, em sẽ giữ máy em zoom lên cho các bác nhé. Cắt đi vậy. Đó. Con này nó cân tối đa được 100kg nhé các bác. Size số là 0,02 này. Đó, em nó zoom lên thì nhìn nó không rõ đâu nha các bác. Đó, em zoom từ mãi trong sâu nó ra đây các bác. Mã của nó là 638 nha các bác. Size số của nó là 0,02 này. Cân tối đa được 100kg. Đó. Đó, bây giờ em sẽ đặt xuống nha các bác. Đó, kích thước thì em có đo áng áng rồi. Đó. Đó, bây giờ em sẽ đặt cái mặt này lên này. Đó. Bây giờ em sẽ khởi động lên nhé các bác. Con này thì về các bác phải thay bình nhé các bác. Đó. 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 Hoạt động rất là ngon nha các bác. 52,67 này, em rất là nhẹ cân nha các bác, hơn 50 cân thôi. Đó. Nhắc lại lần nữa này xem nó có chuẩn không này. Đó, vẫn thế nhá các bác, 2-3 lần là nhìn trèo lên đều giống nhau. Đó. Cái cân này em bán giá là 1,5 triệu nhé các bác. 1,5 triệu cái cân này. Đó. Bác nào mua thì alo em nhé. Em tắt đi này để em dọn ra đem view cho bác ít nhôm mà.
Đó, cái cân này thì nó về các bác phải muốn mà dòi xài được các bác. Đây thì cái dây để cắm điện 220 này. Đó, dây này là cắm điện 220 vào đây nhá. Thì hôm nay em tìm được cái dây số 8 rồi. Đó, thì các bác về các bác nối thêm dây cho nó này và tháo ra thay bình nhá. Không ấy được thì đi ra bảo thợ người ta thay cho. Thợ bình người ta bán bình ắc quy người ta thay cho nhé các bác. Thì đằng sau của nó đây nhé các bác. Đó. Nó toàn chữ Trung Quốc mà em không đọc được. Đây nữa này. Đó. Và nó có một cái công tắc nguồn ở đây. Và cái rắc cắm điện thì cắm ở đây. Rắc này rắc chân số 8 này. Đó, rắc chân số 8 nhé các bác. Đó. Cắm vào đây nhé. 1,5 triệu cái cân này nhé các bác. Đó. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến cho các bác một ít nhôm khung nhé các bác. Nhôm khung hôm nay là khá là nhiều bã. Cái này em có một thanh này. Nhôm 3x6 dài 94cm này. Cực đẹp nhé các bác. Đó. Giá là 130k. Cái này em có 3 thanh này. Dài 99cm này. 140k này. Hàng siêu đẹp luôn nhé các bác. Đó. Đấy cái thanh này nó còn hai đầu đều có bịt luôn này các bác này. Bịt cả hai đầu luôn nhá các bác. Đấy. Thanh thứ ba này. Thanh thứ ba là cái thanh này. Cũng 3x6 nhá các bác, dài 109, cái này có 4 thanh này. Đó. Con lùa con liếc nó nằm ở đây. Giá 170k này. Đó. Cái này thì không có bịt đầu. Đó. Cái này em có 4 thanh nhá các bác. Thế cái nào? Thế sao cái này có độc 6 thôi á? Ờ. Cái này này. Cái này em có 6 thanh này. 3x6 dài 113 này. 180k này. 6 thanh nhá các bác. Đó. Cái này. Cái này là dài 141 này. Cũng 3x6 này. 220k em có 2 thanh. Đó. Từng mã một nhá các bác. Cái này em có 2 thanh nhá. Bác nhớ cái này. Cái này là 3x6 này, dài 340,5 này. Em có cũng 2 thanh thôi. Cái này là 3x6 này, dài 298 này, à 289 nhá. 260k này em có 2 thanh thôi. Đó. Và cái loại này 4x4 này, dài 5m6 này, 880k một thanh, em có 5 thanh. Và cái này em xin hai cái mã này, riêng hai mã này nha các bác. Cái mã này nữa này, 4x8 này, dài 5m6 này, em cũng có 4 thanh này. Hai cái mã này là khả năng là bác nào chốt là em phải cắt đôi nhá, tại vì nó dài như này là không đi được đâu nha các bác. Nó dài 5m6 à. Nó có thế nào thì các bác cứ liên lạc, thì cái này là sau em sẽ hỏi bên vận chuyển như nào thì em báo sau nha các bác. Nó rất là dài. Nó dài 5m6 này. Đó. Đấy, các bác mà mua được cả cái thanh này mà cắt theo yêu cầu của các bác thì em sẽ cắt cho các bác nhé. Cắt. Miễn là sao là các bác cứ mua cả thanh thì em sẽ cắt cho các bác. Đó. Quay sang bên này. 4x4 dài 96cm này, giá 150k, cái này em có 7 thanh này. Đó. 4x4 dài 1m2 này, à 1m52 này. 220k em có 4 thanh này. 4x4 dài 1m62 này, 250k em có 9 thanh này. Đó. Có 9 thanh nha các bác, 9 thanh. Đó là toàn bộ tổng số nhôm em có ngày trong ngày hôm nay nhá, rất là nhiều. Đó. Có số lượng bao nhiêu thì các bác nghe em nói là các bác biết này, các bác chụp ảnh lại từng mã một này có bao nhiêu này. Đó, 9 thanh này. 4 thanh này. 7 thanh này. Đó. Cái này là có 5 thanh này. Cái này là có 4 thanh này. Cái này có 2 thanh này. Cái này cũng có 2 thanh này. Cái này cũng có 2 thanh này. Cái này có 6 thanh này. Cái này có 4 thanh này. Cái này có 3 thanh này và cái này có 1 thanh. Đó. Và quay sang bên này. Khả năng em sẽ view cho các bác cái
cái bình này nữa là em nghỉ nhé các bác. Mỏi lắm rồi các bạn, nói từ nãy giờ rất là mỏi rồi. Đó. Cái bình này em bán giá 1,5 triệu này. Kích thước bao ngoài là 31,5 x 25 nhá. Đó, bây giờ em sẽ quay đây cho các bác, nó bằng chất liệu inox 316 nhá. Đó. Thì tại làm sao em nói thế, tại vì có một số cái bình nó có ghi này SUS 316 ở đây nhá các bác. À, một số cái nó ghi, một số cái không ghi nhá các bác. Đó, bây giờ em sẽ tháo ra cho các bác xem bên trong nhá. Cái bình này các bác làm thành những bình trộn hoặc làm những cái bình gì cũng được nhá, nó rất là hữu dụng, làm được rất nhiều thứ. Đó, em tháo cái cùm này ra này. Đó, nhấc cái gioăng này ra này. Đây bên trong của nó đây. Chỗ này người ta dán bằng dính này. Rồi em bóc đi nhá các bác. Đó, rất là đẹp nhá các bác. Hàng thì siêu đẹp luôn á. Chỗ này thì nó có một cái phao này. Một cái phao và một cái ống này. Ống này nó ăn lên khóa này nha các bác. Ngoài ra nó còn ba cái ống chờ này nữa này. Ba cái ống chờ này. Đó. Ba cái ống chờ này đang bỏ không nha các bác. Các bác có thể lắp thêm để trộn thêm nha các bác. Và cái nắp này xoáy ra được nha các bác. Đó, cái nắp này xoáy ra được này. Để các bác rót đồ vào đây nha các bác. Đấy, xoáy ra được nha các bác. Đấy. SUS 316L này. 219 này, phi 219 này, chả biết ở chỗ nào. Con bình này thì nó dung tích nó khoảng độ được độ chục lít nha các bác. Bên trong của nó đây. Bên trong nó có cái gioăng ở đây nha các bác, cái gioăng nó nằm ở đây. Em cố gắng em để cái gioăng này nó im nha. Đó. Bình của nó đây nha các bác, và bên sườn nó có một cái vòi thăm như này, em gọi là vòi thăm nhé. Đó, cái vòi này để các bác nhìn biết được dung dịch ở bên trong nó còn hay hết nè. Đó, vẫn còn trong veo nhé các bác. Đó, cái bình này em bán với giá là 1,5 triệu nha các bác. 1,5 triệu cái bình này nha các bác. Đây là cái dây điện của cái phao điện đó các bác. Đó. Chất liệu là bằng inox 316 nhá các bác. Rất là xịn sò. Đó, bây giờ em sẽ lắp lại này. Đó, em lắp lại, xoáy cái này vào nhé các bác. Đó, xoáy nó vào, thế là xong rồi. 1,5 triệu cái bình này. Đó, ngoài ra em vẫn còn những cái bình này này. Cũng giá 1,5 triệu này. Cái này thì nó nặng gần gấp đôi luôn nữa các bác. Cái này nó nặng đến gần 20 cân nhé, 18 cân. Giá 1,5 triệu này. Cái hình thức nó như thế này nhé các bác. Các bác về chế được thành cái gì cũng rất là đẹp. Cái bình này dung tích 10 lít này. Đó, kích thước của nó là dài 45 cm này, đường kính 17 nhé, nó cao 27 cm đến đây. Giá cái bình này em bán 1,2 triệu này. Đó, chân đế của nó, chân cẳng này dày 5 ly nhé các bác. Đó, cái chân này nó dày 5 ly này, dưới này nó có cái rốn xả đáy này. Đó, đúng một cái vòi xả đáy nhé các bác. Đó, cái vòi xả đáy kia. Đó, bình này em bán 1,2 triệu nhé các bác. Quay sang bên này thì em giới thiệu đến cho các bác hai cái bình SMC của Nhật này. Đó, cái bình này dài 81 cm này, đường kính của nó là phi 25 này, nó cao 36 cm là đến cái mặt này. Đó, bình này là của Nhật nhé các bác, SMC sản xuất tại Nhật này. Con này dung tích là 38 lít nhé các bác. Đó, dung tích là 38 lít. Đó, đây này, 0,038 m³ này. Áp của nó chịu được 20 kg nhá các bác, áp chịu được 20 kg. Thì gen này của nó là gen 27 à, hay là gen 21 nhỉ? Có cái này là gen 21 hay sao các bác? Thì nó sẽ có một cái ở đây này, một cái ở đây và một cái ở đáy nhá các bác. Một cái váy ở đáy thì xả đáy. Đó, bình thì còn khá là đẹp nhé, bình của Nhật, inox của Nhật nhé các bác, 304 của Nhật. Cái loại thứ hai này, loại này em bán 2,5 triệu nhé các bác.
2,5 triệu con này. Con thứ hai là cái con này. Con này cũng của Nhật luôn nhá, con này cũng dung tích cũng thế này. À, nhưng mà con này thì kích đường kính của nó là 20 cm này, chiều dài là 66 này. Cao là đến mặt này là 31 cm, con này em bán 1,8 triệu này. 1,8 triệu con này. Con này thì dung tích của nó 20 lít nhá các bác. À, đây. Made in Japan luôn nhá các bác, bình của Nhật rất là xịn nha các bác. Nó 1,8 triệu con này. Cái con to kia là con to 36 lít, à con kia 38 lít kia thì em bán 2,5 triệu này. Đó, con này 18 lít, à 20 lít thì em bán là 1,8 triệu này. Đó. Ngoài ra em vẫn còn khay này các bác này. Khay gấp vàng của Hàn Quốc này. 150k một chiếc này. Hai cái mã khay xanh này. Khay Futu và khay... ấy này là một loại 35k, một loại 40k nhé. Đến đây giới thiệu luôn cho các bác này. Loại này là 35k này. Đó, kích thước để đây luôn nhé các bác. Đó, 35k. Đó, 35k là cái loại này này. Đó, xanh xanh màu này. Nó có chữ Musashi ở sườn này. Đó, để lên nhau được thì nó mắc như thế này nhé. Rất là hay. Đó, 35k một cái. Thế còn cái loại này thì nó sâu hơn một chút này. Con này là sâu 12 cm, con này sâu 15 nhá. Nó kích thước thì nó tương đồng. Nó con này giá 40k này. Con này thì em vẫn gọi là khay Futu. Futu này là của cái công ty Phú An Plastic nhá các bác. Đó, nó có chữ Phú An Plastic đây. Đó. Nó cũng tương tự như con cây kia là chồng lên nhau được như thế này nhá các bác. Đấy, thậm chí hai cái này chồng lên nhau nó vừa khít luôn. Con này nó cũng thế nhá. Đó, giá cái khay này là 40k một cái nhá các bác. Đó, này em vẫn còn khá là nhiều đây, còn hai đống này. Đó, hai vàng kia nữa nha các bác, rất là nhiều. Bác tha hồ mua. Đó, là cái video của em hôm nay đến đây là hết rồi. Các bác mua gì thì liên hệ với em qua cái số Zalo em để trên này nha các bác. Đó, Zalo cũng được, điện thoại cũng được. Và cuối cùng là em chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video ngày mai. Thân ái chào tạm biệt.